Vâng, xin chào toàn thể anh em đã trở lại kênh của Tổng Phong Móc xin Sivatech. Ngày hôm nay thì em Tuấn bàn giao cho một vị khách đến từ 47, bằng quê hương 47 là Đắk Lắk nhá, quý anh chị em nhé. Bật lạc ra. Thì anh khách này anh mua con móc bên em là con móc của có 48 feet, đóng công 15,5 m. Đây là dòng công siêu nhẹ để cho anh ấy chạy hàng đủ tải. Thì với tiêu chí là chạy khoảng 30 đến 31 tấn hàng, chạy chủ yếu là hàng ván gỗ này và những hàng hàng nhà như kiểu là mặt hàng bim bim, giấy vệ sinh, hay là thi thoảng anh ấy vẫn có chạy cà phê hoặc là hoa quả. Thì tiêu chí là chạy khoảng 30-31 tấn hàng đấy. Thì bọn em đã tính toán thiết kế cho các bác chạy làm sao đủ tải được khoảng 30-31 tấn hàng các bác nhé. Thì với dòng này là dòng móc này thì nó tải của nó 33 tấn, tính 10% vào thì nó sẽ rơi khoảng 36,3 tấn các bác nhé. Thì lên bọn em lên con công 15,5 m này thì nó sẽ rơi khoảng là 5 tấn. Thì chúng ta vẫn có khoảng trên 31 tấn hàng để chạy. Đó, dòng công 15,5 m và bác ấy đóng lấy khối lượng rất cao, chiều rộng cũng tương đối. Bọn em đã thiết kế cho những nghĩa là linh hoạt để cho cái chiều rộng của cái con móc nó to ra. Để chiều rộng lòng thùng to ra, tuy nhiên nó vẫn là đạt chuẩn tổng phù bì rộng 2,5 m các bác nhá. Đấy. Nói qua một chút về cái cấu hình của con công này để cho các bác nào mà có thể chạy nhẹ có thể tham khảo. Thì đóng ở trên biên sàn là biên 14 các bác nhá. Biên sàn 14. Đây. Đấy, nó rất vừa vặn với con móc luôn. Các đà dầm, đà U12, đan thưa, đan tầm khoảng 30 phân 1 nhé, 30 phân 1 đà. Cột thì rõ ràng chạy nhẹ thì bác ấy chỉ cần dùng cột 16 thôi, cột U16. Nó bửng cao 85 phân, bửng đơn. Và đây là dòng tôn sóng bé nhé, tôn sóng bé để cho cái chiều rộng của cái lòng thùng nó to hơn. Nó rất là hay, tôn sóng bé. Rào ở trên chúng ta sẽ có rào 3 x 6. Đấy, rào rất nhỏ luôn. Thì thật ra mặt hàng của bác ấy là không áp lực quá nhiều vào bực, áp lực quá nhiều vào rào, nên là chỉ cần rào như thế này thôi, nó sẽ giúp cho cái tải trọng lớn hơn và cái chi phí đóng công nó nhẹ hơn. Đó. Bác này thì sử dụng cửa công đằng sau, chúng ta sẽ có cửa công 3 cánh nhá. Bọn em thì làm được cả 3 cánh, cả 2 cánh cho các bác. Rất ok luôn. 15,5 m thì đóng ở trên con 48 này thì nó sẽ chênh ra khoảng 50 phân. Xin lỗi quý chị, nó phải chênh ra khoảng 70 phân. 60 phân các bác nhá. 60 phân lùi về phía sau. Phía trước chỉ chênh khoảng chưa đến 10 phân các bác nhá. Đó. Bọn em thiết kế cho bác một cái thang lên xuống để tháo cái cửa công này đơn giản hơn. Còn dòng móc của cò 48 Batech thì chắc các bác biết rồi. Tâm cầu 8,75 m, lốp không xăng, lốp 2 đồng tiền, loại 3 rãnh ngang này chạy rất là ok, tuyệt vời. Cầu trục phu qua 13 tấn. Đấy. Về cơ bản thì dòng công này thì nó sẽ dành cho những anh em chạy hàng mặt hàng siêu nhẹ các bác nhá. Chạy mặt hàng tầm khoảng 40 đến 45 tấn đổ lại thôi. Đó. Còn những mặt hàng dày hơn thì bọn em sẽ tư vấn thiết kế cho các bác cái cấu hình công nó chắc chắn hơn, nó khỏe hơn. Đó. Đây là mặt hàng công có thể nói là quá phù hợp để cho những anh em chạy hàng đủ tải. Nhất là anh em ở trong miền Nam, em thấy lấy rất nhiều loại công chạy đủ tải. Thì đây là một trong những mẫu mà anh em có thể tham khảo. 15,5 m, cửa công sau 3 cánh, rào riếc. Bọn em đóng vẫn dày nhé, nghĩa là mấy gái cái như kiểu cái bửng này, bửng này bửng tôn sóng bé nhưng nó vẫn dày, là dày tôn sóng vẫn là dày 2 ly đó nha, tôn sóng vẫn dày 2 ly. Thì đây mặt hàng bọn em còn chống nước này. Đấy, rất hay luôn. Thì mặt sàn này là mặt sàn dương rồi này, mặt sàn dương, mặt sàn nhô lên thì ở trong thì chắc chắn là không sợ nước rồi. Đấy, nó cao hơn đó. Tét nước đầy đủ cho các bác nhé, lắp đặt đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đà dầm đan tầm khoảng 30 phân 1 một đà U12. Đó. Mặt hàng này chạy đường trường mà chạy
chạy chạy chạy hàng nhẹ thì quá là tuyệt vời luôn. Các bác nào mà quan tâm đến dòng công này, các dòng móc của bên Patek, các bác cứ alo cho em nhé để em tư vấn cho các bác. Xin chào các bạn, toàn thể quý chị em tại video sau.